Đừng quên là cái chương 1 của CC gây được sát thương lên trụ nha. Đấy anh em thấy không ạ? Đánh gây được sát thương lên trụ là khá đau và tốc độ tấn công cũng là khá nhanh nữa anh em ạ. Này, cấu nốt sát thương lên trụ này. Đấy. Ấy, đánh nốt trụ. Ok rồi. Kiruvia không bị hất tung nữa à? Hất tung rồi. Ok, cho Kiruvia đánh thêm một lúc nữa nha. Sau đó mỡ dùng thanh tẩy rồi lại sát thương. Nhảy hai lần áp sát vào Kiruvia và đó là mạng thứ tư của mỡ trong cái trận đấu này. Đứng trên là có và Saber và kèm theo đó là Guinevere. Mỡ sẽ duy trì cái stack nội tại của MCC trong tình huống này anh em nhá. Và nhảy lên đây rồi, Karina bằng level. Anh em nhìn ao nhây này, nhìn ao nhây này. Rồi ôi Karina, nguyên cây màu lên bảng đếm số không nói nhiều. Tiếp đến sẽ là cái vị tướng Vèo chạy đến rồi bạn ơi. Ném Yoyo vào mặt này, và ném luôn vào mặt của Saber. Tiếp đến là nhảy lên đầu lên cổ và đó là Vèo và triple kill đi từ CC ở trong cái tình huống vừa xong. Và nếu như mà anh em có chia sẻ là tôi vẫn không đồng tình với quan điểm của ông Tom á, tôi vẫn nghĩ CC yếu ở giai đoạn cuối game, thế thì anh em cố gắng đừng cho team bạn kéo game về cuối, end game luôn từ bây giờ đến nay. Hello, what's up? Xin chào anh em quay trở lại với Thế giới Mobile Legends ở channel của Top Mỡ. Và ngày hôm nay Mỡ mới có dịp sử dụng cái vị tướng CC này ở trong một cái trận đấu rank anh em nhá. Bởi vì cái video clip trước đó là Mỡ chơi CC ở trong một cái trận đấu cổ điển. Đấy, vì ngày hôm nay chúng ta sẽ chơi một cái trận đấu rank chơi cho nó gọi là tử tế, để xem gọi là người chơi trận đấu rank có nghiêm túc hơn so với cổ điển hay không. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ dùng CC ở trong cái skin mặc định. Bởi vì trước đó Mỡ đã dùng CC ở trong cái skin rất đẹp, nhưng mà mặc dù đó chỉ là một cái skin ở cấp độ 269 của cái vị tướng đấu sĩ này thôi. Thì trải qua video clip cách đây ít hôm ý, thì Mỡ có đọc được comment rất nhiều anh em đánh giá cái con CC này nó cũng khá là đồng quan điểm với Mỡ. Đó chính là cái con CC này là một cái vị tướng bao nhây, là cái thứ nhất. Và cái thứ hai là cái con CC này có rất nhiều anh em nói với Mỡ rằng là cái con này nó chỉ mạnh ở giai đoạn đầu và giữa game thôi, và một số anh em nói là cái con này nó ở giai đoạn cuối game nó hơi bị phế anh em ạ. Đấy, thêm một cái nữa là cái con CC này thì nó đang có một cái vấn đề, đấy chính là nhiều anh em cũng đã chỉ ra một số cái nhược điểm đến từ cái MCC này. Cụ thể đây là bộ kỹ năng của CC, đặc biệt là chiêu 1 ý, bị khống chế phát là bị ngắt luôn cái chiêu 1. Đấy, theo như cái chia sẻ của những cái quan điểm đó thì nhiều anh em nói là ủi cái con CC này về cơ bản nó cũng làm cái chất tướng đồng sĩ không quá mạnh và cũng không có quá có đam. Đấy, ngày hôm nay trong video clip này Mỡ sẽ mang đến cho anh em gameplay về CC. Như anh em có thể đang nhìn thấy, ui cái đứa viên cầm tốc biến à, nhưng mà chạy kiểu gì hả bạn ơi, ai phải hò sao tiện lòi đâu, con Karina đứng ở trong bụi nó nhảy ra nó vồ Mỡ tới tấp là như vậy. Ok thôi không sao anh em ạ. Ở trong trận đấu này thì Mỡ sẽ cầm CC đối đầu với cả cái cô nàng Guinevere. Anh em đều biết Guinevere là một trong những cái vị tướng có khả năng trao đổi kỹ năng và sát thương khá là mạnh ở giai đoạn đầu game đúng không anh em. Nhưng mà cá nhân Mỡ cho rằng với CC thì con CC này không quá là ngán Guinevere anh em ạ. Đặc biệt là cái khả năng dồn đao của Guinevere ở giai đoạn đầu game Mỡ nghĩ là nó sẽ khó có thể bì lại được với cả CC. Bởi vì anh em nên nhớ ra CC sở hữu được cho mình một cái bộ kỹ năng nó thiên về cái khả năng thả diều và kèm theo đó là gây sát thương liên tục theo thời gian. Vì thế cho nên cá nhân Mỡ theo quan điểm của Mỡ nghĩ là sau khi mà trải nghiệm CC đến thời điểm hiện tại, Mỡ nghĩ là CC nó đi đường kinh nghiệm cũng như là nó đi đường Mỡ chưa cầm CC vào rừng bao giờ, nhưng Mỡ nghĩ là CC đi đường kinh nghiệm nó cũng không hề thua kém bất kỳ vị tướng nào cả, đặc biệt là khi mà phải đối đầu với những cái vị tướng ao nhây như là kiểu Guinevere, là thậm chí là cả Terisla cũng như là Tamer ý, thì CC nó không đến mức đi đường thua đường đúng không anh em ạ. Cùng lắm là nó đi đường hòa đường thôi. Khi mà anh em có thể nhìn thấy là cái chiêu 1 thả Yoyo của CC ý, là gần như là nó dùng liên tục. Và quan trọng nhất là cái tầm thi triển và cái tầm cầu máu của CC nó cũng rất là xa. Đấy, và bên cạnh đó là cái nội tại của CC giúp cho cái vị tướng này nó có khả năng hồi máu, hút máu khi mà cái nội tại của cái vị tướng đầy đầy. Anh em có thể nhìn thấy đúng không ạ? Ở giai đoạn đầu game CC có thể đè cái nó viêm một cách rất dễ dàng. Một trong những cái điều mà anh em có thể thấy rất là hiếm khi gặp khi mà cái con CC này khi mà con Guinevere này nó phải đối đầu với những cái vị tướng đấu sĩ khác. Vì một phần là cái con CC này nó là gây sát thương tầm xa. Vâng, ở đây là có đó là Guinevere, Franco lên thăm Guinevere tới 2 lần ở trong cái tình huống này. Và Guinevere thì anh ta cậy có chút, cô ta cậy có chút.
Cho nên là cô ta đứng ở trong trụ, cô ta cấu rỉa ra, nhưng mà liệu rằng vẫn có nên băng ở trong tiếng này không nhỉ? Có nhỉ, từ từ nha, từ từ. Rồi, ok, để cho Guinevere hất cái. Thôi xong, lên bảng điểm số là Guinevere chắc chắn rồi. Một tình huống nối chiêu cuối vào và sát thương gây ra là double lên đến từ vị trí của CG trong tay top mỡ, và đó là cái mạng thứ 3 mà mỡ có được ở trong cái trận đấu này. Đấy, khả năng đi đường của CG cá nhân mỡ cho rằng đang đi rất là tuyệt vời. Gần như là cái vị tướng này không phải thiếu máu anh em ạ. Nếu mà trong trường hợp mà anh em bị đè thiếu máu thì cái việc anh em hồi máu lại là rất đơn giản, khi mà anh em chỉ cần tấn công vào lính hoặc là anh em tấn công vào quái rừng là đã có thể hồi máu rồi. Đừng quên là cái chiêu 1 của CC gây được sát thương lên trụ nha. Đấy anh em thấy không ạ? Đánh gây được sát thương lên trụ là khá đau và tốc độ tấn công cũng là khá nhanh nữa anh em ạ. Này, gấu nốt sát thương lên trụ này. Đấy. Ê, đánh nốt trụ. Ok rồi. Guinevere không bị hất tung nữa à? Hất tung rồi. Ok, cho Guinevere đánh thêm một lúc nữa nha. Sau đó mỡ dùng thanh tẩy rồi lại sát thương. Nhảy hai lần áp sát vào Guinevere và đó là mạng thứ tư của mỡ trong cái trận đấu này. Lên cô nàng Guinevere. Bây giờ là mỡ đã có được cho mình đó là cái bách chế thần diều rồi, cho nên là cái khả năng hồi máu của mỡ nó cũng là có, và khả năng thả diều của mỡ nó cũng đang trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Đấy, anh em có thể nhìn thấy đúng không ạ? Con CC ở đánh ao nhây cực kỳ luôn. Ông Franco vừa xong định làm gì đấy? Định kéo con rùa ra để mà không cho mỡ ăn rùa. Vâng. Ok, tốc độ ăn rùa của CC cũng được đánh giá là khá ổn đấy chứ. Nhưng mà bởi vì mỡ không đi rừng cho nên là ăn rùa khá chậm. Mỡ cũng chưa thử cái con CC này đi rừng như thế nào. Không biết là anh em đã chơi thử CC đi rừng chưa? Nhưng nếu rồi thì anh em hãy cùng để lại comment bây giờ video clip này cho mỡ biết là cái con CC này liệu nó có đi rừng được hay không nhá. Rồi và ở đây là có cái vị tấn Saber nối dây đến từ chiều cuối và Saber, và sau đó dồn sát thương là quá nhiều. Saber lên bảng điểm số trong một nốt nhạc. Mặc dù con CC này nó là cái vị tấn đấu sĩ mà gây sát thương theo thời gian, đam nó không quá to anh em nhá. Nhưng mà rõ ràng khi mà mỡ có được cái lượng chênh lệch về cái khả năng đi đường kinh nghiệm như thế này thì sát thương dồn vào cũng là rất lớn anh em ạ. Và không thể đánh giá thấp cái khả năng dồn đam đến từ MCC này được. Đấy, ở giữa game thì có rất nhiều anh em comment mỡ đồng tình với anh em một cái quan điểm rằng là ở giữa game con CC này ở trong giao tranh nó rất là nhây. Và đặc biệt nếu như mà nó nối dây được hai người thì cái khả năng dồn đam của nó lên những cái người chơi này cũng có thể nói là cực kỳ ổn. Ok, về lane để tiếp tục. Ôi, Guinevere nhảy vào mỡ à? Lệch 2 level, Guinevere có level 7, Franco lên có mặt ở đây. Rồi, Guinevere định nhảy đi nhưng mà nhảy vào đầu của Franco và sau đó nối dây chiêu cuối và dồn sát thương. Lên bảng điểm số một lần nữa trong tình huống này đến từ Guinevere, thực sự bất lực. Khi mà phải đối đầu với cả một cái con CC, anh em nhìn cái khả năng hồi máu kìa. Con CC này nó hồi máu thì nó không được một phát một cục luôn đâu anh em ạ. Mà CC này nó là hồi máu theo cái kiểu gọi là hồi máu dần dần ý. Nhưng mà với cái khả năng hồi máu như thế này thì CC có thể chết đam được là rất tốt anh em nhá. Nó chết đam được là rất tốt. Kẻ địch trông nhìn có vẻ cái hồi máu con CC này nó không nhiều, nhưng nó cũng không ít. Nó làm cho kẻ địch bắt buộc phải đánh cố đến từ vị trí của kẻ địch lên CC, anh em hiểu không ạ? Tức là kiểu nếu như mà hồi máu cả cục giống kiểu con Ruby ấy, thì kẻ địch nó sẽ bị giật mình nó chạy về, nhưng không, con CC nó cứ hồi máu ít một thôi. Nhưng mà hồi máu này nó không gọi là hết được anh em ạ. Và ở đây, ui dồi ôi, tao đây chào đến từ vị trí của Saber, ngắt đi được một lúc dùng chiêu 1 đến từ vị trí của CC, nhưng mà vẫn kết liễu đi được Saber. Anh em nhìn này, cực kỳ nhây, kéo nguyên tinh máu của đó là Nathan từ gần 100 máu về không máu luôn anh em ạ. Đấy, anh em nói gì đi, anh em nói cái lượng đam của con CC này nó bé đi, nó bé đâu, nó yếu đâu, nó to lắm luôn anh em ạ. Ok, và mợ sẽ có được cho mình đó là cái con bùa con cua vàng ở đường dưới, kèm theo đó là lấy được hai mạng. Franco có mặt ở đây, anh ta có làm cái thùng kéo thần thánh không ạ? Vâng, kéo rất chuẩn, kéo trúng lính. Thôi mỡ sẽ quyết định gọi là rời khỏi cái đường dưới và mỡ chạy ra đường giữa để mà mỡ đẩy lính. Mỡ nghĩ là có một cái nhược điểm duy nhất đến từ cái MCC này, đấy chính là cái khả năng đẩy lính của em này không, mỡ không đánh giá quá cao thôi. Anh em có thể nhìn thấy đúng không ạ? Cái tốc độ đẩy lính của MCC này thì nó đang là một cái nhược điểm. Bộ kỹ năng của MCC thì lại không có một cái kỹ năng nào để mà có thể dọn được lính nhanh cả. Đó là tất cả những cái yếu điểm ở MCC ở thời điểm hiện tại. Còn về cơ bản với một cái chất tướng được tạo ra nhằm mục đích nhây ở trong giao tranh thì CC đang sở hữu một cái bộ kỹ năng rất ổn rồi. Tam liên chạm đến từ vị trí của Saber, mỡ dùng thanh tẩy lùi về một nhịp và sau đó dùng chiêu cuối quay ngược trở lại dùng sát thương. Vêu còn rất thấp máu, hỏa tiễn bồi theo và vêu lên bảng điểm số, nhưng mỡ lao vào quá sâu, sát thương đến từ trụ là quá nhiều và thêm cả lượng sát thương chuẩn đến từ Karina nữa, mỡ đã phải lên bảng điểm số rồi. Không sao, mỡ hồi sinh dậy, một tình huống áp chế đến từ vị trí của Franco. Franco kéo được không ạ? Kéo trúng vào vị trí của Vêu. Mỡ vẫn đang dùng cái CC để dồn sát thương vào Vêu. Vêu lên bảng điểm số, mỡ nhảy qua đầu một cái thành viên nào đó và lùi được một nhịp này. Vẫn tiếp tục là đang ao nhây trong cái tình huống này, nhưng lượng máu của mỡ ở thời điểm hiện tại nó đang là không đủ để mà có thể ao nhây. Và tình huống này mỡ quyết định không về anh em ạ. Đứng đây chờ tí, đứng đây hồi máu đến từ cái con quái anh em này, không cần phải về nha. Hồi máu đến từ cái nội tại của CC. CC mắc nội tại có khả năng hồi máu là rất nhanh. Và mỡ đã hồi được 1/2 cây máu rồi. Đang có ý định comeback lại.
nhưng mà cái góc này comeback là hơi khó. Đây, comeback được anh em này, sẽ là nối dây vào vị trí của Nathan cũng như là Guinevere rồi sát thương. Nathan buộc phải dùng chiêu cuối để mà đào thoát được vì thành công ở trong cái tình huống này. Mỡ cũng không có ý định truy đuổi thêm, mặc dù có thanh tẩy nhưng mà tuy nhiên là cái lượng máu của mỡ nó đang có vẻ như không đủ để ao nhây. Ở phía bên này có Guinevere, có Vale. Mỡ sẽ hút máu một chút xíu đến từ cái con xe này anh em nhá. Không nhảy được vào rồi, chờ Franco vào trước thôi anh em ạ. Ulti đến từ vị trí combo của Vale và kéo trượt cái tình huống vừa xong mà kéo chuẩn hơn một chút xíu nữa là mỡ sẽ có được cho mình, đó là cái mạng của Vale rồi anh em ạ. Đứng trên là có và Saber và kèm theo đó là Guinevere. Mỡ sẽ duy trì cái stack nội tại của MCC trong tình huống này anh em nhá. Và nhảy lên đây rồi, Karina bằng level, anh em nhìn ao nhây này, nhìn ao nhây này rồi. Ôi Karina nguyên cây màu lên bảng điểm số không nói nhiều. Tiếp đến sẽ là cái vị tướng Vale chạy đến Ray. Bạn ơi, ném Yoyo vào mặt nè, ném Yoyo vào mặt nè. Mà ném luôn vào mặt của Saber. Tiếp đến là nhảy lên đầu lên cổ của đó là Vale và triple kill đi từ CC ở trong cái tình huống vừa xong. Anh em thấy không? Đó chính là cái tình huống xử lý ao nhây đến từ cái vị tướng CC. Một vị tướng mà cá nhân mỡ đồng ý với anh em rằng là nó đang rất khỏe ở giai đoạn đầu cũng như là giữa game. Về cuối game thì mỡ nghĩ là CC nó không hề yếu lắm đâu anh em ạ. Nhưng mà anh em sẽ cần phải biết cách chơi, và cái mục tiêu của chúng ta sẽ là những cái chất tướng máu mỏng ở tuyến sau. Còn nếu như mà trong trường hợp anh em mà không lao vào được trong giao tranh ấy, thì anh em cũng không cần phải cố quá làm gì cả. Bởi vì cái con CC này nó là cái chất tướng đánh theo thời gian. Nếu như mà anh em mà đánh theo cái kiểu gọi là đánh quá là hổ báo và đánh kiểu quá là kiểu muốn có được mạng hạ gục và cứ thế lao sộc thẳng vào đội hình bên phía của team bạn ấy, thì đánh CC sẽ rất là khó. Nhưng mà ngược lại với một cái đội hình team bạn nó có nhiều đam và mỏng ấy, thì CC lại có được cho mình cái khả năng nhây rất là tuyệt vời. Ok, rồi đây lại tiếp tục giao tranh này. Franco kéo trượt tình huống vừa xong, nếu như mà Franco kéo trúng ý thì đó sẽ làm cái tình huống mà mỡ nhảy vào mỡ chơi luôn. Nhưng mà lên đường trên có Guinevere đúng không ạ? Để xem Guinevere chạy về kiểu gì nhá. Guinevere có hai lần nhảy đúng không? Mỡ cũng có hai lần nhảy. Đấy, ấy nhảy trượt rồi. Ơi Guinevere tốc bền đập mặt vào tường. Chiêu một của mỡ hồi chiêu rất nhanh. Anh em lên đồ như thế này thì anh em có thể nhìn thấy là cái con CC này nó sẽ ném yoyo gần như là liên tục đến từ chiêu một. Nhiều khi nhìn con CC này nó giống như là một kiểu phiên bản đơn mục tiêu của con Xbox ấy anh em ạ. Và giao tranh được nổ ra, mỡ nối chiêu cuối và Saber và bắt đầu ném Yoyo vào mặt Saber. Chiêu 1 đã hồi lại ngay lập tức rồi. Và bây giờ thì Karina về nhà kiểu gì? Karina không nhà rồi anh em ạ. Một vị tướng sát thủ mà không có nhiều kỹ năng đào thoát, bật chiêu 1 đến từ Karina nhưng mỡ dùng chiêu 1. Chiêu 1 của Karina không né được chiêu 1 của CC. Và đó là danh hiệu thất thần thành mạng thứ 15 của mỡ trong cái trận đấu này. Và game đấu này thì anh em có thể nhìn thấy nguyên ở giai đoạn đầu và giữa game là cái lợi thế và thế trận thuộc về cho cái con tướng CC rồi. Và nếu như mà anh em có chia sẻ là tôi vẫn không đồng tình với quan điểm của ông Tom á, tôi vẫn nghĩ CC yếu ở giai đoạn cuối game, thế thì anh em cố gắng đừng cho team bạn kéo game về cuối, end game luôn từ bây giờ đến nay. Và vâng, mỡ lại có được mạng đến từ cô nàng Guinevere. Nếu như anh em cho rằng là cái con CC này nó siêu yếu ở giai đoạn lên game thì anh em đừng để cái con CC này nó đến lên game với team bạn nữa. Kết thúc trận đấu ở thời điểm phút thứ 14, phút thứ 15 là cái ngưỡng sức mạnh của CC nó đang là mạnh nhất là Okela rồi. Đấy, một cái bài toán giải quyết nếu như anh em nghĩ CC yếu về giai đoạn lên game. Vâng, tiếp tục ném CC, ném Yoyo vào mặt của đó là Saber, mạng thứ 17 rồi. Tầm này là team bạn mất sạch rồi, họ không còn có sức để mà kéo được game về late cơ. Khi mà những chất tướng bên phía của team bạn họ hầu như là họ chỉ có đam thôi chứ cái khả năng chống chịu của họ là không có. Cho nên trận đấu này là mỡ sẽ không cần phải lên cái súng nộ năng làm gì cả. Mỡ cũng không cần phải lên cái hải thần chiến kích làm gì trong cái bối cảnh mà team bạn cũng không có nhiều những cái con có khả năng hút máu. Guinevere nhảy vào hất tung được Franco và sau đó bị mỡ ném Yoyo ngược trở lại cầu đi một phần hai cây máu. Team bạn nhìn thấy mỡ cũng không dám lao vào, vêu lên bảng điểm số. Karina cầu mỡ nhưng không quá đáng kể, dồn đam mỡ nhưng mỡ không mất máu. Và đó là Karina bay màu, tiếp đấy là quăng Yoyo vào mặt của con Nathan nhưng nó đã có cung rồi. Vì thế nên cái lượng sát thương của mỡ nó đã bị chặn lại anh em ạ. Và mỡ cũng đành phải nhìn team bạn lùi về với ba người. Saber lao ra tao liên trả và Claude nhưng mỡ ném Yoyo ngược trở lại trong cái tình huống này. Saber đi bụi, tiếp đến là Guinevere. Guinevere rất may có cái tốc biến để thoát được cái tình huống vừa xong. Và như vậy là team bạn trận đấu này đã phải nói lời GG rồi anh em ạ. Đấy, sẽ ra sao nếu như mà CC nó yếu ở giai đoạn lên game? Câu trả lời ở đây là gì? Kết thúc trận đấu này trước khi game nó lên anh em ạ. Và nếu anh em thấy video clip này thú vị thì đừng quên để lại cho mỡ một like đăng ký kênh nhá. Peace.